Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Không khéo nó sẽ tìm thấy mình, nó sơi mình trước thì chết mẹ rồi. Bên này ôi, thằng nào chơi bằng cả súng điện vậy? Súng điện đấy hả? Súng điện em này, cái đậu xanh còn một xíu máu thôi. Thằng bên này còn một xíu máu anh em ơi. Mày chết với anh rồi nha, nó chạy này. Nó chạy này, ơ cái đậu xanh. Chạy này em ơi, ok lên bà. Mày chạy với anh đấy à? Ui, có người. Cái đậu xanh, ui. Đã đuổi theo em rồi, ok hợp lý lên bảng. May là mình lượm được cái khẩu SWM anh em ơi. Không là xíu nữa thì mình cũng đã xanh mộ rồi. Hợp lý. Úi dồi ôi, hoa gấu này toàn bắt nạt. Tôi hiền chỗ nào có bắt nạt hoa bây giờ. Đây kẹo bắt nạt hoa bây giờ đâu. Để xem nào, vứt cái này đi, lượm thêm đạn súng trường này, hợp lý. Ê, chết mẹ rồi, hàng đứt đồ quá. Xíu đai qua đây. Mày qua đây em ơi. Tận đây mình có MP40 rồi, mình không sợ nó lắm. Cứ qua đây. Thêm máu này, quấn phút máu luôn. Kiểu gì nó cũng chạy qua anh em ạ. Anh em nghĩ thế nào? Cái bên này có chạy qua không nhỉ? Lắng nghe tiếng chân anh em ạ. Còn một cái giảm thanh nữa mà mình chưa có trang bị vội. Kệ đi. Qua đây xem thế nào này. Thế nào ta? Thằng kia hả? Chắc nó vẫn bên đấy. Để tôi qua. Cẩn thận xíu là ok. Mong là nó không hạ mình. Hey, đâu rồi em ơi, chạy đâu? Chú chạy đâu hả em ơi? Liệu choán thế này. Toàn liệu choán thôi. Auto liệu choán thế này thì trận này không có mình rồi. Cái vấn đề chính là thằng kia nó chạy đâu rồi. Lạ nhỉ. Hơi bị lạ đấy mọi người ạ. Nó chạy đâu rồi ta? Chịu rồi anh em ơi. Mình nghĩ là khả năng cao nó chạy lên cái phía 150 này. Để tôi lên trên anh em ơi. Có nâng giáp này. Đó, chuẩn bị nâng giáp. Lên được cái giáp 4 rồi các bạn ơi. Ngon lành. Ê, đứng chân. Cẩn thận nó qua bóc lốp mình đấy. Thằng bé lúc nãy đây rồi, tưởng ở đâu cơ. Ê, cái đâu, nó lại chạy vào. Hay lắm em ạ. Ui, nó thấy mình rồi. Cái đậu xanh nó thấy mình rồi cơ. Cái what the hell nó thấy mình rồi. Tưởng chưa thấy. Thế này thì hơi ghê rồi. Thế này đúng là hơi ghê rồi anh em ạ. Xuống đây em ơi. Nó nhảy xuống rồi. Ui, ghê vậy. Đậu xanh này mày tính sơi anh à? Ok, mình vẫn sơi được nó rồi này. Đơn giản là mình có MP40 mà anh em. Sơi nó thì cũng là một điều bình thường thôi. Đó, này. Hợp lý, quần máu phun luôn chứ ngại gì. Lên trên đi. Tầm này thì chúng ta lên trên cổng trời nha mọi người. 27 người chân nữa hả? Oh my god, để tôi xem. Đây cổng trời thôi anh em ơi. Mình mới có được 3 kill à mà nó còn đông người lắm. Nghe thấy tiếng ủ ủ kiểu như là thính sắp rơi đấy. Mà còn tầm khoảng là nửa phút nữa thì vòng bo nó mới thu lại cơ anh em ơi. Thế thôi kệ. Cứ từ từ thôi. Ê, đứa nào đây? Nhìn giống đứa thủ nhà. Không phải, kẹo nhìn nhầm. Cái này là kẹo nhìn nhầm thôi, trận này mới kill hả? Chắc cho em. Có khi là xíu nữa anh đai giờ đấy. Có khi là xíu nữa anh đai giờ đấy chứ em. Để qua bên này anh xem thế nào chứ. Xem có nâng giáp hay không. Bởi vì là giáp chống nổ hiện tại của mình là đang hơi bị nát này. Xuống dưới bên này thì khả năng cao còn giáp chống nổ mọi người ạ. Rồi nâng giáp thì cái xài chứ mọi người. Đây rồi qua đây. Hợp lý. Có giảm thanh hả? Ok, trang bị giảm thanh luôn. Nãy giờ lượm được giảm thanh rồi nhưng mà mình quên thôi. Bên dưới mất cái nâng giáp rồi anh em ạ. Không còn nâng giáp nữa. Trong này mình nghĩ là chúng ta nên xuống khu vực đó là khu dân cư nhá.
đu dây này, đu cáp treo súng luôn này. Ơ, một đứa đu dây này, cái đậu xanh, đậu xanh này. Ui, thằng bé đai luôn, thằng bé đu dây thấy mình cái đai luôn. Đậu xanh này làm sao, làm sao đấy em ơi? Dựng bóng kéo hả, dựng bóng kéo hả, để xem. Hơi gắt, hơi gắt à nhá, hơi gắt à nhá. Ok ok, hay lắm, được, hay lắm này, được. Dựng bóng kéo nó đi em ơi, lên bảng. Dựng bom keo cho lắm này em này. Ok ok, đây để tôi qua đây xem thế nào chứ. Ơ, cái hòm xác ở đây đâu, cái hòm xác ở đây đâu vậy? Thôi mình xem đây, ăn nấm đã, hợp lý. Có cái này thôi, 10 kill hoặc 15 kill á hả? Oh my god, mình mới được có 4 kill à, anh em bảo là trận này anh kẹo 15 kill á, ghê thế. Từ 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 từ, thế này thì ghê quá rồi em ơi. Để xem nào, có cái gì thừa hay không. Lượm thêm túi máu này hợp lý, đi thôi. Cái này là ngay vùng lên G rồi anh em ơi. Để tôi qua đây. Có nâng giáp không nhỉ? Không có. Ở đây không có nâng giáp không ạ? Bên này thì sao đây? Oh my god, chỗ này có gì vậy? Không còn gì cả. Vậy là còn lại 19 người chơi nữa cơ. Đây mình chạy ra ngoài này rồi nhưng mà chưa thấy ai đâu. Mới được có 4 kill, quá ít luôn. Hy vọng trận này mình sẽ được tổng khoảng là 10 kill top 1. Giáp thì nát hết cả rồi, nhưng mà kiếm nâng giáp thì chưa có à. Chán thật, chán thật. Nâng giáp ở mấy khu này thì làm gì có đâu. Thế này thì có khi là hết nâng giáp rồi. Không sao, mình có Scar này, giảm thanh này, Organic này. Combo này thì nó cũng khá là tuyệt vời nha mọi người. Rảnh không có gì làm thì ăn nấm vậy. Bên trên có người này, đậu xanh bên trên có người này. Cái đậu xanh này nó lên trên lượng thính mọi người ạ. Ok ok ok, ở trên thì nó sẽ có được một cái lợi thế tốt hơn. Ok ok, tầm này thì mình chạy cẩn thận thôi. Bây giờ có bom keo hay không, một quả duy nhất. Mình chỉ có bom keo một quả duy nhất thôi anh em ạ. Thế này thì ăn nó hơi khó đây. Giáp chống nổ thì lại nát mất tiêu rồi. Thằng kia nó chạy đâu rồi ta? Lúc mình chạy lên thì nó cũng chạy đi rồi cơ. Thính này mà 29. Như vậy là nó cũng vừa có được giảm thanh anh em ơi. Lên trên đi. Hay lắm, được. Đây hả? Ok ok, đây hả? Đúng rồi, làm sao đấy? Cái đậu xanh này, cái đậu xanh này, nó cũng gọi là đứng núp như mình vậy. Núp như mình vậy luôn anh em ơi. Một quả bóng keo duy nhất này. Làm sao? Để anh qua sơ chú luôn nhá. Thằng bé đâu? Nó đang ngay sau đấy này. Liệu chóa này, liệu chóa này. Một mớ liệu chóa luôn nha. À, nó biết liệu chóa luôn anh em, mà nó không thèm chạy ra này. Đậu xanh làm sao đấy? Nó biết liệu chóa, nó không thèm chạy luôn anh em ơi. Kiểu toàn liệu chóa mà. Hay lắm em ạ. Nó đâu? Thằng bé đâu? Thằng bé đâu? Núp đâu rồi? What the hell? Thành núp hả? Nó chạy luôn anh em ơi, nó không solo với mình, nó chạy. Ui, gặp cái thằng nào nó hèn hạ vậy ta. Bên dưới bom keo thì chắc chắn là có người rồi. Đây rồi, có người này. Bên trên đứa nào đang vừa Câu liệu choáng xuống hả? Đâu, đứa nào vậy? Mình nhớ là có một đứa ở trên, một đứa ở dưới hả? Ok ok ok, mình đang canh này. Chưa thấy thằng nào câu liệu đâu. Đứng ở đây có lẽ là một vị trí khá là an toàn. Chờ xíu đi anh em ơi. Thằng sau bom keo nó cũng chạy mất tiêu rồi, làm gì còn đâu. Không còn luôn cơ. Xuống dưới đi. Chứ nó không chạy lên thì mình đành phải chạy xuống dưới không máu vậy.
Bom keo ở dưới là một cái hòm xác này. Bom keo ở trên, thằng này nó chạy rồi. Xuống dưới đây lượm xác cũng được, không sao. Cẩn thận là trên nhà Doraemon có người thôi. Mình sẽ lượm thêm bom keo này anh em này. Hợp lý. Khá là nhiều bom keo rồi. Có 5 quả bom keo này. Túi máu mình có 3 túi máu hả? Ui. Có vẻ như là ba lô Hoshida ấy. Nên là trận này là mình lượm được có ít đồ thôi à. Qua mấy hòm sắt chỗ này coi biết đâu là chúng ta sẽ có được những cái đồ nó ngon hơn này. Kiếm ba lô ngon ấy. Tránh quá ta, chỗ này cũng không có này. Không có ba lô. Hòm sắt ở đây thì sao nhỉ? Ba lô ba này, rồi hợp lý. Đúng rồi, nó phải như vậy anh em ơi, giáp chống nổ mới luôn. Combo này khá là ổn rồi, đi thôi. 7 túi máu này. Đạn các kiểu ok rồi. Bên trên con người này. Một đứa đang chạy ngay ở trên nhá. Cái đậu xanh này. Đậu xanh ném ơi. Đậu xanh ném ơi. À nó chạy kịp, nó chạy kịp. Một xíu máu nữa thôi thì nó lên bảng điểm số nhá. Nó chạy kịp. Nó chạy kịp này, ok lên bảng. Hay lắm em ạ. 5 kill rồi. Như vậy lúc này là đang còn mấy đứa đây. 10 đứa đây. 9 đứa nữa. Ồ. Ok ok. Mình vẫn tự tin là có thể hạ gục được cho nó và kiếm top 1 nhá. Anh em hãy tin tưởng ở kẹo. Đây một mớ bom keo này. Mình nghĩ là chúng ta nên lượm thật là nhiều bom keo. Lựu đạn nữa cũng khá là cần thiết này. Bởi vì là càng về những cái bom cuối thì bom keo nó vô cùng là cần thiết luôn nha mọi người. 10 bom keo. 10 bom keo thì đã đủ gắt chưa anh em? Đi thôi. Mình nghĩ là nên canh mấy đứa ở dưới thung lũng chạy lên. Như này thì mới là hợp lý anh em ạ. Chưa thấy thằng nào chạy lên cả này. Ok ok. Vẫn là một cái bầu không khí vô cùng là im lặng ở đây. Còn lại 8 thằng nữa. Kẹo lúc này mới chỉ có 5 kill thôi. Thế này thì sao một cuối trận kiếm được tầm khoảng là 10 kill đây. Thế phải kill thêm 5 bạn nữa. Hơi gắt hơi gắt. Úi dồi ôi, để tôi coi nào. Để tôi coi nào anh em nào. Mình chưa thấy ai chạy lên trên cả. Có thể là chúng nó đã vào mò cả rồi cơ. Ui. Hẳn là đã vào mò cả rồi thì kinh rồi. Thế này biết nói gì nữa. Thế nhưng ngay dưới này. Ok. Tầm này mình nghĩ là mình nên qua thính. Qua thẳng phía thính luôn anh em ạ. À một đứa đang chạy lên, chạy lên. Mày chạy lên hả mày? Lên đây. Lên đây thì đừng hỏi tại sao mà xanh mộ em nhá. Đây hả? Đây rồi. Đây rồi em ơi. Đây rồi em ơi. Dựng một keo hả? Ok thôi được. Lựu này. Lựu này em này. Chạy đi em ơi. Chạy đi em ơi. Lựu đấy em ơi. Chạy đi em. Chạy đi em ơi. Chạy đi em ơi này. Mày ở trên mình có lợi thế hơn mà. Ui cái đậu xanh. Ăn lựu đi em. Ăn lựu đi em ơi. Cái đậu xanh này mày tính sơi anh đấy hả? Thanh niên. Đã bảo là sơi kẹo không có dễ đâu mà. Cuốn máu đã các bạn ơi, không cần cuốn máu đâu. Tại vì mình cũng đang nhiều máu ấy. Đi luôn. 6 mạng nữa. Ồ ok ok. Vứt súng điện đi, không tí lại cầm nhầm này. Thính này là thính FD nên là mình không có cần nhá. 6 kill nữa thôi. Được rồi. Ở dưới này thì chắc là không còn thằng nào chạy bo đâu. 10 bom keo. Tha hồ mà che chắn này. Cái điều quan trọng là mình sẽ phải từ từ mình đi kiếm mạng coi. Hello, các bạn ở đâu rồi? Ui, cái đậu xanh, gắt vậy. Đang mải nhìn comment của anh em không để ý. Ok, có vẻ căng được thôi. Có vẻ căng đấy anh em ạ. Xuống đây. Xuống đây. Xuống đây. Xuống đây em ơi. Cái đậu xanh này. Đậu xanh ném ơi. Đậu xanh ném ơi. Cái mắt đửa heo này. Đậu xanh ném ơi. Gì vậy? Gì vậy em ơi? Gì vậy em ơi? Dựng bông keo đấy hả? Sao đấy? Dựng bông keo đấy hả? Lên đây. Lên đây mày. Lên đây mày. Lên bảng. Bó bó thôi mọi người ơi. Khá là căng thẳng anh em ạ. Giờ này là bao nhiêu đây? Ôi bên ngoài có người này. Bên ngoài có người này. Nó chạy qua bên này rồi. Hơi gắt hơi gắt.
Thằng này hơi gắt các bạn ơi. Đây rồi, thằng mé đây. Qua đây mày. Qua đây mày. Lên bảng. Thanh niên. Quần máu đã. Hai thằng nữa. Một đứa thử ở ngay phía trước mặt anh em ơi. Thế còn đứa còn lại đâu? Mình sẽ qua tạm đây cái đã. Đây rồi. Nó chết chị qua vội hả? Qua đây. Có giỏi qua đây. À thằng này hay lắm. Qua đây mày. Tao đang đứng sau hàng rào các bạn ạ. Mình đang đứng ở đây là ngay gần bo mà. Móc lốp hả? Kể cả móc lốp anh cũng chơi chú luôn nhá. Anh đứng ở đây này. Qua đây này. Qua đây mày. Vào đi. Không có gạn team up nha. Xem nó chạy đi đâu được. Chạy đâu em ơi. Cái đậu xanh này chạy này. Ui. Nó mới có xíu máu thôi anh em ạ. Hơi gắt pha này nhỉ. À đậu xanh. Ok. Hai đứa đều ở trước mặt mình cả nhá. What the hell này. Làm sao đấy này. Một đi yêu máu. À bo thu lên trên như này mình là người có lợi nhất luôn. Hợp lý, qua đây. Đúng rồi, qua đây rồi. Chạy này. Lên bảng. Thằng kia nữa. Pha này không top 1 thì hơi bị phí anh em ạ. Bo đang thu lại rồi nhé. Không top 1 trận này hơi phí này anh em này. Hơi phí luôn nhé. Qua đây. Hơi phí luôn này anh em này. Yes, top 1 10 kill. Đúng chuẩn chưa? Đã bảo với anh em mà top 1 là phải 10 kill thì nó mới gắt anh em ạ. Ngon lành luôn. Hay luôn anh em. Tiêu chuẩn top 1 10 kill mà lại. Một con số vô cùng là tròn trĩnh luôn nha mọi người. Ok. Với việc thì có được 22 mắt xem, mình đã có được top 1 với 10 kill trong vòng đấu này nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.